đai mà em. Ở ngoài còn thiệt hại hơn đó, bên mình còn thiệt hại hơn. Phải chấp nhận thôi chứ làm sao. Con nhà anh ta nó có gia đình hết rồi, có trong nội trong ngoại rồi. Em con em đứng ở con ngoài mà chưa lập gia đình sớm hơn con anh mới đây được một đứa cháu cháu gái rồi cháu nội. Thế là đi qua cầu trong vòng lên à, đi qua cầu trong vòng lên à. Xoay cái này xoay đạp một phát còn rất là nó cái điện thoại đi qua cầu trong